Thì bữa nay chúng ta sẽ tiếp tục đi trọng tâm. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái phần điện tâm đồ ha. Bây giờ mình sẽ ôn sơ lại cái phần điện tâm đồ mà mình đã học tuần trước một xíu. Thì nhịp tim chúng ta sẽ bắt nguồn từ cái nút SA nốt ha, tức là nút xoay nhĩ đó. Xong rồi sẽ lan truyền qua nút xoay nhĩ này á, nó sẽ nằm ở cái phía tâm nhĩ phải ha, nơi độ vào của những cái tức là kiểu trên ha, tức là kiểu trên nó độ vào cái phần nhĩ phải đó, thì cái nút xoay nhĩ chúng ta sẽ nằm ngay cạnh bên đó. Xong rồi á, nó sẽ lan truyền qua hết cái phần nhĩ phải và nhĩ trái đó, xong rồi sẽ hội tụ lại ở một cái nút tiếp theo là nút AV nốt ha, là nút nhĩ thất đó. Trong lúc này á, nó có vai trò là sẽ delay lại cái dẫn truyền ha, tức là nó sẽ trì hoãn dẫn truyền. Khi mà tất cả tập trung đủ rồi á, thì xong rồi nó bắt đầu dẫn truyền xuống phần thất ha. Rồi xong rồi dẫn truyền xuống phần thất á, nó sẽ theo cái bó hít dọc theo cái vách ly thất ha. Đó. Đó, nó sẽ có một cái bó hít. Xong rồi bó hít á, nó sẽ chia ra làm dẫn trái và dẫn phải. Đó. Và những trái những phải nó sẽ cho những cái sợi nhỏ để phân phối cho từng vùng của cái cơ tim ha, đó là cái sợi bột kinh si. Đây chính là cái hình này ha. Bây giờ nhìn sơ lại về cái điện tâm đồ chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có là đầu tiên là sóng P ha. Sóng P thì biểu trưng cho cái gì? Đó là một cái sự cực nhĩ ha. Rồi tiếp theo sẽ là cái đoạn BA. Đoạn BA tức là cái thời gian dẫn truyền từ cái nút xoay nhĩ xuống cái nút nhĩ thấp ha. Rồi. Rồi khi mà cái đến cái phức hợp VDS chính là cái quá trình thượng cực của cái tâm thất ha. Sau đó là sẽ có một cái đoạn gọi là đoạn ST. ST này thì nó sẽ tương ứng với cái pha 2 ha, thế là cái plateau của mình, nó cái bình nguyên của mình đó. Lúc này tim của mình đó, nó sẽ có dòng canxi đi vào, thì nó sẽ là cái giai đoạn mà tim mình nó co bóp. Sau khi co bóp xong á, thì nó sẽ đến giai đoạn là tái cực, là lúc tim mình giãn ra ha, để mình thu nhận máu về, thì đó là cái sóng T tái cực ha. Anh hơi nhã rồi. Ok. Rồi, đỡ chưa ha? Ha, về sơ lược, ôn sơ lại về cái những cái sóng của cái điện tâm đồ. Thì bữa nay á, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái điện tâm đồ của chúng ta. Đây là cái hình này sẽ vẽ rõ hơn. Đầu tiên là nút nút xoay nhĩ của chúng ta sẽ dẫn truyền cái xung điện qua hết cái phần tâm nhĩ ha, đó bao gồm về nhĩ trái nhĩ phải, nó tương ứng với sóng B đó. Khi mà nó dẫn truyền xong hết rồi đó, thì là tức là cái đoạn mà BA của chúng ta, cái này là nó đến được cái nút nhĩ thất và nó chờ ở đó rồi ha. Rồi nhĩ thất á, nó sẽ dẫn truyền xuống cái phần thất của chúng ta, đó là tương ứng sóng VDS đó. Đó, xong khi mà nó dẫn truyền xong hết rồi á, thì nó sẽ đạt đến cái giai đoạn là cái đoạn ST. Xong rồi bắt đầu là có cái phần màu đỏ bắt đầu nó tái cực nè. Đó, tái cực là khi mà tái cực đầu á, là nó xuất hiện sóng T rồi ha, và tái cực nó hoàn tất, thì giờ nó xong được cái sóng T và nó đến được về lại giai đoạn đặng điện để bắt đầu một cái sóng B mới. Đó. Màu vàng ở đây nè là thượng cực, màu đỏ là tái cực. Rồi về những cái chuyện đạo của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ tổng cộng là có 6 cái chuyện đạo chi ha.
6 cái tiền đạo trước ngực. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có là những cái tiền đạo trước ngực, thì chúng ta sẽ có là từ B1 đến B6. Thì chúng ta cần phải nhớ cái vị trí mắt của những cái tiền đạo này ha, để sau này mà chúng ta đi lên sàn đó thì có được nhờ mắt, nhờ cái chị điều dưỡng nhờ mắt thì mình có thể mắt được cho bệnh nhân đó. Rồi mình có 6 cái chốt thì B1, B2 thì đầu tiên chúng ta phải xác định được cái khoang ly sườn thứ tư ha. Đó thì một cái sẽ ở bên phải xương ức, một cái sẽ ở bên trái xương ức, chính là hai cái này đây. Đó. Này thì dễ rồi ha. Tiếp theo á, cái mà chúng ta cần xác định đó, đó là cái B4. B4 á, thì nó sẽ nằm ngay cái, nhớ là ngay cái vị trí mỏng tim đi, đó cho dễ nhớ. Thì nó sẽ nằm ở trung đoàn trái nè, giao với liên sườn 5 nè. Đây. Đó, là cái số 4. Rồi, sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại mắt cái số 3. Đó, số 3 á, đó chính là cái trung điểm. Nó sẽ là nằm giữa cái số 2 và số 4. Nó nằm ngay điểm giữa à, đó là cái số 3. Rồi tiếp theo là cái số 5 và cái số 6. Rồi, cái số 5 á, đó là giao điểm của đường nách trước với cái đường đi ngang qua cái B4 à, đây. Còn số 6 á, là giao điểm của đường nách giữa trái với đường ngang qua B4 đó. Chúng ta sẽ xác định là cái thực ra mình chỉ cần xác định cái V6 thôi, V6 thôi ha, là cái nách giữa trái nè. Đó, sau đó cái V5 á, thì mình cứ canh ngay trung điểm giữa cái V6 với V4 là được. Đây là nó cũng vẽ chính xác lắm đâu. Đó, mình cần xác định cái V6 thôi. Đó là đường nách giữa của chúng ta. Ha. Đó, vào với cái đường ngang qua cái V4. Xong rồi cái V5 á, thì ngay giữa thôi. Để đi được. Và bao gồm có B1, B2, xong rồi đến B4, xong rồi đến B3, xong rồi đến B6 và cái B5. Đây là những chuyện đạo trước ngực. Đó, chuyện đạo trước ngực này á, thì nó sẽ biểu hiện cho cái lắc cắt bộ ngang cái trái tim của chúng ta. Ha. Đó, thì cái này. Ra mắt được 6 chuyền đạo á, thì cái tim chúng ta sẽ nằm ở vị trí như thế này ha. Cái này cắt ngang, cái này nhìn từ bên trên xuống á, giống như là cắt của cái CT scan á, thì giờ chúng ta thấy được trái tim của chúng ta nè. Đó, sẽ nằm như thế này. Tiếp theo nói về những cái chuyền đạo chi á, thì chúng ta sẽ có những cắt mắt sau ha. Thì chúng ta sẽ có bốn cái điện cực chúng ta mắc vào những cái tay trái, tay phải, chân trái, chân phải chúng ta. Ha. Đó. Cái màu sắc này á thì là cái màu vàng, màu đỏ nè là cái cố định nè, mà đôi khi có một số cái bộ á, thì nó hay có thể hai màu đen, màu xanh này, hay là cái màu xanh dương. Đó thì về cơ bản là trên những cái điện cực này á, nó sẽ đánh số luôn ha, nên vậy mình cứ mắc theo cái ký hiệu của nó thôi. Ví dụ VR nè, VR là tay phải ha. Đó. L là tay trái nè. Đó, RF là chân phải ha. L là chân trái nè. Mình học những cái ký hiệu ghi trên những cái điện cực này. Đó, lưu ý á, là cái điện cực áp vào mặt trước 1/3 dưới cẳng tay và mặt trong 1/3 dưới cẳng chân ha. Áp vào mặt trước 1/3 dưới cẳng tay. Đó, khúc này đây, 1/3 dưới ha, cái cẳng tay này của mình. Từ này trở xuống là cái cánh tay ha. Còn phía trên là cánh tay đó, thì mình sẽ mắc vào khoảng 1/3 dưới đó, chỗ này. Rồi, tương tự ở phía dưới cũng vậy ha, 1/3 dưới cẳng chân. Đây là khúc này. Từ đó, đó từ những vị trí mắt này đó, chúng ta sẽ có 6 cái điện 6 cái chuyển đạo chi ha. Đó bao gồm chuyển đạo đầu tiên á, là cái chuyển đạo D1 nè. Đó hay gọi là D1 ha, chuyển đạo D1. Thì nó sẽ là một cái dòng điện đi từ cái phía tay phải qua phía tay trái chúng ta ha. Đó,
này bên phải này, trái này. Tiếp theo điện cực thứ hai á, là nó sẽ đi từ cái phía tay phải xuống cái chân trái ha. Điện cực thứ ba sẽ là từ cái tay trái xuống cái chân trái. Nhớ cái góc độ của nó ha, cái này là ngang ra nè, đây là L1, đây là D1 ha, D2 và D3. Tiếp theo là những cái chuyện đạo là ABR, ABL và ABF. ABR đó tức là chuyện đạo nó đi về phía bên phải ha, tức là cái trung tâm của chúng ta đó, nó sẽ đi về phía bên tay phải ha, nó tạo ra một cái góc độ như thế này đó. Tiếp theo ABL thì nó ngược lại thôi, nó sẽ từ cái trung tâm nó đi ra phía bên tay trái. ABF thì là từ cái trung tâm nó đi xuống cái phần chân trái của chúng ta. Rồi, đó, từ đó thì chúng ta sẽ có được một cái vòng tròn điện cực của cái chuyển đạo chi nè. Bên đây là cái chuyển đạo trước ngực ha, sáu chuyển đạo trước ngực, còn này sáu chuyển đạo chi. Thì vậy chúng ta sẽ có được là từ tay trái qua tay phải thì chúng ta sẽ có được là cái D1 nè, này cái D2 nè, đó, D3 nè, tương ứng với ba cái hàng trên mình thấy mình vừa mới tìm hiểu đó. Đó, từ phải qua trái nè, tay phải qua tay trái, còn này là tay phải xuống chân trái, này là tay trái xuống chân trái, nhớ lại luôn luôn là chân trái ha, chân trái đó. Thì đây chúng ta giống lên cái mặt phẳng hình tròn đó, chúng ta sẽ có được những cái góc độ này. Ví dụ như là cái D1 thì chúng ta sẽ ở cái ngưỡng là 0 độ ha. D2 á, là dương 60, D3 là dương 120 ha. Rồi, tiếp theo là những cái ABL, ABL từ trung tâm đi ra phía tay trái chúng ta đó, này phía trái này, này phía phải nè. Thì phía tay trái chúng ta sẽ là cái ABL ha, sẽ là ngưỡng là âm 30 độ. Tiếp theo cái AVR, AVR thì là nó đối xứng bên đây sẽ là âm 150 độ. Rồi cùng là AVS thì là 90 độ. Rồi đó, nên vậy á, nếu như là những cái đường dẫn truyền của cái điện thế của mình á, mà nó thuận theo, mà nó nằm thuận theo cái những cái đường dương này nè, đó thì nó sẽ tạo ra cái sóng dương ha. Đó, nếu như mà cái dẫn truyền điện thế của mình á, mình nó trái ngược với những cái điện cực chi này, là nó sẽ đường gạch nét này nè, thì nó sẽ tạo ra sóng âm. Nên vậy á, thì chúng ta trong những cái hình này á, chúng ta cần lưu ý á, chúng ta còn phải học được cái góc độ và hướng của từng cái chuyển đạo ha. Chuyển đạo là vuông góc với nhau nè, vuông góc với nhau ha. Để tí nữa mà mình có thể xác định được cái trục của cái điện tim của mình. Rồi cái thứ ba là lưu ý các vùng trục từ trái và phải. Đó. Thì đây á, để chúng ta thấy được nè, normal axis nè, tức là cái vùng trục tim bình thường ha. Khi mà nó lớn hơn 30 á, thì là nó là mức lệch trái. Tức là cái vùng màu xanh này nè là lệch trái. Ngược lại cái vùng phía dưới này là lệch phải ha. Nó lớn hơn 90 độ là lệch phải. Nó cũng dễ hiểu mà đúng không? Này bên phải này, này bên trái này. Còn cái phía nguyên cái từ khúc này trở đi thì là cái trục điện tim bình thường của mình. Còn cái phía này gọi là trục vô định ha, cũng hiếm khi nào nó nằm ở cái hướng này đó, đa phần nó sẽ lệch trái lệch phải, và bình thường nhất là nó sẽ là trong cái vùng normal axis này. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu sơ về cách mà tim dẫn truyền như thế nào ha.
understand the basics, let's start with an example of how we can with only one pair of electrodes, a positive one and a negative one. Em nghe hai tiếng của cái YouTube không ha? Dạ nghe anh. Remember that at rest, cells are negatively charged relative to the slightly positive outside environment. And when đó thì thông thường á là cái điện thế của tia chúng ta bên trong sẽ âm tính ha, còn cái phía bên ngoài nó sẽ dương tính ha. When they depolarize, the cells become positively charged. Đó, còn nếu như mà có cái trình cực cực xảy ra đó, thì là lúc này cái đa cộng nó sẽ đi vào bên trong ha, đi vào bên trong cái tế bào tim của chúng ta thì bên trong sẽ nên dương tính hơn. Leaving a slightly negative charge in the outside environment. So let's say that when this set of cells is at rest, they're red. And then they turn green as the wave of depolarization moves through them. Red. Đó. Thì ở trong quá trình thí nghiệm bình thường á, thì là bên trong nó âm nè, bên ngoài nó dương nè, đó nó biểu trưng ở cái là màu hồng, màu đỏ ha. Lúc này cái điện tim đang trong giai đoạn nghỉ. And then they turn green as the wave of depolarization moves through them. Đó, khi mà nó cực cực là nó biến thành cái màu xanh nè. Thì lúc này cái điện thế bên trong cái tế bào cơ tim là biến thành dương rồi. Now, if we freeze this wave of depolarization as it's moving through the cells, half of the cells are positive or depolarized. Rồi. Vậy nếu như mà cái đường dẫn truyền chúng ta đó sẽ đâu phải là diễn ra hoàn toàn cùng một lúc đâu, nó sẽ có những cái cơ tim nó được cực cực trước và những cái vùng cơ tim cực cực sau. Đó, nên vì vậy cái mà điện thế của chúng ta đó, cái đường dẫn truyền chúng ta, cái phía mà sóng dẫn truyền chúng ta đó, nó sẽ đi từ vị trí nào ha, thì nó sẽ đi từ những cái âm sang dương. Ha. And half are negative or resting, and so there's a difference of charge across this set of cells. You can think of the charge difference as being a dipole, because there are two electric poles. We can draw this dipole out as an arrow or vector pointing towards the positive charge. And remember, the electrodes detect charge. Đó thì nó sẽ có xu hướng, lúc này cái điện thế mặt ngoài tim nè nó sẽ âm ha, còn phía này là nó dương thì nó sẽ có xu hướng đi từ âm qua dương ha. Charge on the outside of the cell. So this points toward where the positive charge is outside the cell. Now, if there's a dipole vector pointing toward the positive electrode, then the ECG tracing shows it as a positive deflection. The bigger the dipole, the bigger the deflection. If we unpause this, then everything becomes depolarized. Đó, lúc này nó cực cực hết rồi ha. Nếu như mà cái điện cực chúng ta đó, nó nằm cùng, nó mắc ở cái phía này nè. Tức là nó nằm về cái phía mà cái mũi tên này nó chạy tới, thì nó sẽ tạo ra một cái sóng dương. Ha. Bigger the deflection. If we unpause this, then everything becomes depolarized. And since there's no difference in charge now, there's no dipole. And so there's. Rồi, đến một cái lúc nào đó mà cái tim của chúng ta nó cực cực hết rồi. Ha. Lúc này là nó sẽ không còn cái sự chênh lệch, không còn cái đường mà dẫn truyền nữa ha. Thì lúc này á. Là chúng ta sẽ có một cái hình ảnh là cái sóng đạn điện. Đó. Chờ anh xíu nha. Rồi, sau đây em mình tiếp ha. Đó, thì lúc này á, khi mà chúng ta cực cực hoặc là cực cực hoàn toàn hoặc là trong giai đoạn mãn nghỉ hoàn toàn đó, thì nó sẽ không có sự chênh lệch về cái điện thế những tế bào cơ tim khác nhau. Ha, thì nó sẽ không có đường gọi là đường lan tỏa cái điện thế. Đó, thì lúc này á, nó sẽ là một cái đường thẳng điện thôi. There's no deflection.
Moments later, a wave of repolarization goes through. Pausing halfway through again, now the vector dipole goes in the opposite direction. Rồi ha. Vậy thì lúc này á, sau khi đã cực cực hoàn toàn rồi thì nó sẽ ngược lại cái đoạn gọi là tái cực. Ha. Tái cực. Lúc này á, là cái biện thế ở bên này chúng ta, ở bên ngoài tim chúng ta, bên này là nó biến thành dương lại rồi nè. And faces the negative electrode, which means there'll be a negative deflection on the ECG tracing. Đó, nên là vậy cái đường dẫn truyền á, nó sẽ là từ cái vẫn là cái âm sang dương luôn. Mình sẽ ngược lại so với cái chiều ban đầu hồi nãy. Ha. Thì nếu như mà điện cực chúng ta nó vẫn mắc ở cái phía bên phải này, đó, thì lúc này á, cái đường dẫn truyền nó ngược hướng với cái điện cực chúng ta mắc, thì chúng ta sẽ thu được sóng âm. Again, the bigger the dipole, the bigger the negative deflection. Now, even though it'd be nice if the depolarization wave lined up perfectly with the electrodes, usually that's not the case. So what we end up looking at is the vector component that's parallel to the electrode. For example, let's say the depolarization happened this way, at an angle. Then we'd break the vector into two parts, one going parallel with the electrodes and one going perpendicular. The one we care about is the one that's going toward the positive electrode, which causes the deflection. Though since this arrow is shorter, it's going to cause a slightly smaller deflection than previously. In other words, the size of the deflection... Đó, thì đây á, ví dụ như là cái đường dẫn truyền chúng ta không phải lúc nào nó sẽ hoàn toàn theo chiều ngang hay hoàn toàn theo chiều dọc đâu. Thế nhưng mà cái đường dẫn truyền chúng ta nó theo chiều nghiêng thì sao? Ha, thì chúng ta cứ giống nó xuống những cái chuyển đạo chúng ta thôi. Ví dụ chuyển đạo chúng ta từ bên đây qua bên đây, đây là cái L1 đi ha. Đó, thì chúng ta sẽ hạ vuông góc nó xuống ha, từ cái nghiêng như thế này, xong rồi chúng ta hạ vuông góc nó xuống, thì nó sẽ cho được cái sóng dương, nhưng mà nó sẽ dương không có mạnh bằng so với cái việc là nếu như mà cái đường dẫn truyền chúng ta đó nó ngang giống nó ngang hoàn toàn, nó trùng hoàn toàn so với cái chuyển đạo luôn ha. Bây giờ là nó hơi nghiêng, mà về cơ bản nếu như mà chúng ta giống vuông góc xuống thì nó vẫn tạo ra được cái sóng dương, nhưng mà sóng dương nó sẽ không lớn bằng deflection on the ECG.